Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng Giang Kiều. Số điện thoại của cửa hàng là 0343 868186 và 098 618 3445. Địa chỉ cửa hàng nằm gần Ủy ban Nhân dân xã Cư Huê, EK, Đắk Lắk. Anh em nằm ở gần thì có thể đến trực tiếp cửa hàng để xem máy và ủng hộ chúng em. Cũng xin cảm ơn mọi người. Thì đầu video cũng xin chúc mọi người có một buổi tối tốt lành. Và cũng xin cảm ơn những anh em đã luôn tin tưởng và ủng hộ cửa hàng cũng như là ủng hộ cái kênh YouTube của cửa hàng Giang Kiều nha mọi người. Em xin nhắc lại cái hình thức mua bán của anh em luôn nha. Thì bên em thì anh em ứng con máy nào thì cứ gọi qua phía số điện thoại em có Zalo em để góc trái màn hình mọi người. Thì khi bên em có nhận ship CD toàn quốc luôn nha. Thì khi đến nơi á thì anh em cứ khui hàng ra, kiểm tra con máy là đúng con máy mình đã chọn nè. Đó. Rồi test nổ ok hết thì anh em mới phải thanh toán tiền nha. À rồi anh. Rồi, nhưng mà lưu ý là bên em là mua máy là sẽ nhận cọc cho mọi người. Đó, cọc 200.000 như tiền phí ship cho mọi người. Rồi, em xin giới thiệu hai dòng nhớt bên em, bên cửa hàng đang bán luôn nha mọi người. Đó. Thì hai cây này đều là nhớt động cơ hai thì nha, để pha với xăng để anh em dùng cho máy cưa máy cắt cỏ. Thì cái nhớt để pha với xăng này là một phần rất là quan trọng trong con máy hai thì nha mọi người. Đó, mọi người chỉ cần pha nhiều hay ít nhớt quá, hoặc là pha nhớt gọi là nhớt giỏm á mọi người. Đó, thì chỉ cần dùng một chút thôi thì con máy mình nó đã bị hư rồi nha, dù máy mới hay máy cũ nó đều bị hư luôn nha. Thì chai đỏ này em để cho mọi người, chai đỏ Natawa này em để mọi người 80.000, chai xanh Howling thì giá 90.000. Đó, anh em mua về nhớt bên em thì mọi người an tâm sử dụng nha, cứ pha đúng theo cái lưu lượng, cứ đúng theo cái tỷ lệ mà em nói thì con máy chạy cực kỳ bền luôn nha, ít đóng khói đồ. Rồi, thì tối hôm nay em lên cho mọi người 5 con máy cưa nha mọi người. Đó, 5 con máy cưa dòng có hàng Nhật hàng Đức đồ luôn nha. Đó, dùng gia đình để khai thác và có cả hàng trưng bày luôn nha. Em vô chi tiết từng con nha mọi người. Con đầu tiên là con Echo Curix nha. Con này là CS3411G rồi. Thì con Echo này công suất nó 34cc, phù hợp với những anh em mà muốn dùng hàng Nhật để dùng gia đình nha mọi người. Đó, một con máy còn cực kỳ đẹp luôn nha. Con này thì gọi là cực kỳ đẹp luôn mọi người. Đó, và đặc biệt nó phù hợp với dùng gia đình bởi vì nó có rất là nhiều option nha. Đó, giật thì giật trợ lực nè. Đó, có vú bơm xăng e tự động, vú bơm xăng e tự động. Đó, rồi giảm chấn lò xo, hai ốc xiết lam nha mọi người. Nồng trong con máy còn cực kỳ mới luôn. Cây lam nó nha, cây lam bãi. Khi đi thì em sẽ lắp xích mới cho mọi người luôn nha, sẽ xích mới cứng luôn. Khóa xích hoạt động bình thường. Ngoài con máy đó mọi người, còn cực kỳ đẹp luôn nha. Công suất 34cc nha mọi người, phù hợp với mọi người sử dụng để mua về cắt vườn, cắt vườn gia đình rồi mà cắt tỉa cành nhánh rồi mọi người, bởi vì trọng lượng nó rất là nhẹ nha. Cắt củi đồ gia đình thì những con xài những con hàng Nhật mà còn mới như vậy thì mình an tâm, nó khó bị hư lắm nha mọi người. Rồi, em test nổ con máy luôn. Oh.
Dạ rồi. Còn Echo Kyoric này thì em để cho mọi người giá là 2,8 triệu nha. 2,8 triệu bao phí vận chuyển và gây đi kèm theo cả tiếp dự chỉnh đồ đầy đủ luôn cho mọi người nha. Đó. Con máy còn cực kỳ đẹp. Đây mọi người. Ngoài hình nó đã đẹp rồi rồi. Ngoài ở trong này mọi người. Đó. Ở phía ngoài mặt này nó đã đẹp rồi nha, nhưng mà ở trong ruột nó thì còn đẹp hơn nữa. Rồi, 2,8 triệu nha mọi người. Em xin phép qua con số 2 luôn. Đây, con số 2 là một con dòng Estin nha. Con này thì chuyên để dùng anh em để chủ yếu cắt cành nhánh thôi mọi người. Đó, cái kiểu dáng của nó là tay dài nhưng mà hơi lai lai tay cục nha mọi người. Đó, thì anh em cầm nắm cho những công việc đó cực kỳ dễ dàng nha. Đó, nhẹ. Con này thì công suất nó cũng hơn 30 cc nha mọi người. Đó, 192 c này, cũng có vú xăng luôn nha. Kéo e đây, kéo phải là đóng e này, qua trái là mở e, công tắc nằm đây nha mọi người. Đó, qua xích đồ hoạt động đầy đủ hết. Con này ngoại hình nó còn khá là mới nha mọi người. Anh em nào mà cần dòng Estin kiểu kiểu tay cục đó, thì có thể tham khảo những con này nha. Trọng lượng nó cực kỳ nhẹ luôn. Đây, bộ lam sơn đây mọi người. Đó, cái lam sơn. Lam bãi xích thì xích gần như xích mới rồi nha mọi người. Đó. Mặt trước của nó này. Đặc biệt là cái giảm chắn lò xo này cực kỳ nhiều nha. Con máy trọng lượng rất là nhẹ nha mọi người. Con này nếu mà luôn lam sơn như vậy thì chắc khoảng 4 cái 4,5 cái thôi mọi người, rất là nhẹ luôn. Rồi em test nổ con máy luôn mọi người. Rồi thì con này em để cho mọi người mức giá là 2,9 triệu nha. Đó, 2,9 triệu. Dòng Estin, xài dòng Estin chuẩn Đức nha mọi người. Xài cực kỳ là khó bị hỏng luôn. Nếu mà pha xăng nhớt đúng thì xài bao xài cho mọi người luôn. Dạ rồi, em xin phép con số 3 rồi nha. Con số 3 là một con MS180 nha. Con này thì máy còn cực kỳ mới mọi người. Đó, màu sắc đẹp, nguyên riêng nguyên bản hết luôn. Đó, còn cực kỳ đẹp nha mọi người. Đi kèm với nó là cây lam Oregon này. Xích thì là sợi xích mới cho mọi người rồi. Khóa xích đồ hoạt động đầy đủ nha mọi người. Khóa xích đồ hoạt động đầy đủ. Mặt trước của nó mọi người. Con này thì công suất nó hơn 31 cc, gần 32 cc nha mọi người. Nồng khoảng 38 ly. Thì cũng con này thì cũng phù hợp với anh em mà dùng để cắt gia đình nha. Nó cắt củi đồ gia đình hoặc là cắt trong vườn mình cái cây vừa vừa nhỏ nhỏ mọi người. Đó, anh em cần hạ thì nên dùng những con này nha. Đặc biệt với là những người mà hơi lớn tuổi xíu á, mà lâu lâu sử dụng để gọi là dọn cái vườn mình thôi á, thì nên dùng những con này, nó nhỏ gọn và công suất nó cũng khá là ổn để mình dùng cái nhu cầu của mình nha. Mình không còn dùng những con quá lớn khi đó nó nặng mình đó mọi người. Rồi, em test nổ con máy luôn mọi người.
Và con 180 này thì em để cho mọi người mức giá là 3 triệu nha. Nó 3 triệu. Rồi anh em nào ưng thì cứ gọi qua số điện thoại ở góc trái màn hình nha mọi người. Giá em báo là có đầy đủ bao ship và đầy đủ phụ kiện luôn cho mình rồi nha. Rồi, em qua con số 4 luôn mọi người. Đó. Số 4 là một con Sitting 039 nè. Đó, một con Sitting Đức nha. Con này thì công suất nó khoảng 65 cc mọi người. Đó, cái dòng để đi khai thác chuyên nghiệp rồi nha. Đó, con máy lớn này để anh em đi khai thác rồi. Mọi người nhìn cái con máy, nhìn cái độ mới của nó. Đó. Đó. Cực kỳ đẹp nha mọi người. Full chức năng hết. Thì con này thì em để cho mọi người bộ lam sơn mới luôn nha. Nó lam 6 tấc nè. Lam 6 tấc. Lam 6 tấc mọi người. Đó. Lam 6 tấc đầu Latin luôn nha. Lam 6 tấc đầu Latin luôn. Bộ sơn mới luôn. Đó mọi người. Cực kỳ đẹp nha. Tháo cho mọi người xem. Đây mọi người, con máy gọi là như chưa xài nha mọi người. Đồng tiền còn nhông trái khế này, nó còn đồng tiền dây khế này nó còn chưa bị lằn cái vết của vết xích vô nha. Cho nên anh em không để lắp xích vô, khi nào anh em chốt thì em sẽ cắt sợi xích mới cho mọi người nha, chứ để test nổ nó lằn vết xích cho mọi người. Con máy còn quá là mới luôn, nó cực kỳ đẹp luôn nha. Em lắp lại con máy nha. Rồi, em test nổ luôn nha mọi người. Con 039 này thì em để cho mọi người mức giá là 6 triệu 3 nha. 6 triệu 3 mà mọi người có luôn cái bộ lam sơn mới dài 6 tấc rồi. Nó thì tính ra con máy cực kỳ rẻ nha mọi người. Nhìn chung là con máy quá đẹp luôn. Phù hợp cho anh em đi khai thác luôn nha. Khai thác đồ á. Nó thì dùng mấy con hàng này còn cực kỳ đẹp, cực kỳ mới nha mọi người. Nó thì mình ít lo cái tình trạng ngoại hình nó còn như vậy thì mọi người không phải lo về cái tình trạng nguyên zin hay nguyên bản gì của nó nha. Rồi, con số 5 nha mọi người. Đây, con số 5. Con này thì nó hai nòng nha mọi người. Nó hai nòng. Một lần trước một lần sau nè. Đó thì nói thật là con này gọi là cái thực tiễn nó cũng ít mọi người, nó hai nòng nó khá là nặng á, nhưng mà cái dòng này thì hiếm cho nên anh em mua về sưu tầm thì cực kỳ đẹp nha. Đó, anh em mua về sưu tầm thì cái dòng này cực kỳ phù hợp luôn, độc lạ, con máy còn cực kỳ đẹp nha mọi người. Đó, em quay sơ qua một vòng của mọi người. Đó, con máy cũng cực kỳ đẹp nha. Đó, cái bộ lam sơn của nó mọi người, đó lam sơn đeo máy mà mọi người nhìn nè, đó bộ lam sơn của nó cực kỳ đẹp luôn nha.
như bộ lăn sen mới luôn mọi người. Đó, khóa sơn hoạt động bình thường hết nha mọi người. Đó, nhưng mà con này nó không có cái tiếng cạch cạch thôi. Khóa sơn hoạt động bình thường hết. Đó, mặt lóc của nó nè mọi người. Nó nhôm nha, nhưng mà còn nguyên luôn. Con này thì hàng sưu tầm nha mọi người. Hàng sưu tầm trưng bày nha mọi người. Nhưng mà trưng bày thì cũng phải hoạt động được nha. Đó, con này bao nổ, bao ra nhớt, bao xài bình thường cho mọi người luôn. Mọi người thích đem ra cưa cây thoải mái luôn. Đó. Thì con này em chỉ có thay cái cục lửa mới cho nó thôi. Còn lại mọi thứ là nguyên riêng, nòng niết rồi còn chế rồi nguyên riêng của nó hết nha mọi người. Đó, nó có ha. Em chỉ có thay cục lửa mới thôi. Đó. Anh em nào mà ưng con này, ưng cái hàng độc lạ thì cứ gọi qua số Zalo của em nha. Cái điện thoại Zalo của em á. Con này thì công suất nó 65cc nha mọi người. Con công suất lớn rồi, 2 nòng. Bao chắc cho mọi người. Dạ rồi, thì hôm nay em lên cho anh em 5 con cưa nha. Đó, 5 con cưa. Giới thiệu cho anh em 5 con cưa. Thì anh em mà thấy con nào hợp nhãn thì cứ gọi qua số điện thoại có Zalo của em nha mọi người. Anh em mà cần dòng nào máy cưa về máy cưa máy cắt cỏ thay thì á thì cũng gọi của bên em nha, bên em còn rất là nhiều dòng để anh em tham khảo. Anh em nào mà thấy thích video thì cho em xin một nút like và một nút đăng ký kênh nha mọi người, để mọi người để em lên video những con máy khác thì mọi người có thể theo dõi á. Cảm ơn mọi người ạ.